Khả Đăng xin kính chào tất cả quý vị chị và con cô bác cùng toàn thể mọi người. Hôm nay Khả Đăng sẽ tiếp tục lên sóng phục vụ cho bà con tất cả những cái mẫu xe mới về trong một ngày. Một ngày thôi các bác nhé. Một ngày Khả Đăng về khoảng chục xe. Và nhiệt rất nhiều những dòng đời và những chiếc xe mà form dáng với cũng như là cái đời xe với chất xe với lại số sàn số tự động rất là nhiều đây. Thì hôm nay Khả Đăng trực tiếp mua được 3 chiếc của anh em nhân dân. Đấy, như chiếc này đây, một chủ tư nhân từ mới Hyundai Accent 2022 nhá. Mới tinh, một chủ tư nhân từ mới này. Đời 2022 siêu lướt, anh em mình đang quan tâm chạy dịch vụ đi gia đình. Các bác có thể trả góp từ 100 triệu anh em nhé, 90 triệu thôi. Anh em mình mang qua cửa hàng Khả Đăng sẽ bao vào tên bấm biển. Còn lại anh em mình sẽ được nợ ngân hàng. Ngân hàng sẽ hỗ trợ trả góp cho anh em mỗi tháng khoảng 3 triệu tiền gốc với 1 2 triệu tiền lãi gì đấy. Đây là 100 triệu tiền lãi thì có 1 triệu tiền 100 triệu nợ đấy thì anh em mình lãi có 1 triệu thôi. Nên là anh em mình lấy con này rất là hợp lý về khởi nghiệp. Với động cơ 1.4 xăng tầm 5 lít thì anh em chạy dịch vụ đi gia đình rất là phù hợp rồi. Chiếc này thì em đang bán trực tiếp là 389 triệu đồng bao vào tên. Còn nếu anh em mình mua trả góp anh em trả trước 100 nhé. Hyundai Accent đời 2022, số sàn động cơ 1.4. Một chủ màu trắng nguyên bản, sơn zin 99%, keo chỉ zin máy zin từ dàn cò, thân vỏ mới keo chỉ là zin 100% các bác nhé. Em bảo hành luôn, sai em đèn gấp 1000 lần tiền em cũng chơi. Đấy, chiếc này thì Khả Đăng đang bán với mức giá là 389 triệu đồng. Quý anh chị bà con anh em mình quan tâm thì trực tiếp làm việc với em Khả Đăng nhé. Giá limit cửa hàng, tất nhiên còn giảm cho khách hàng của Khả Đăng ô tô một chút nữa các bác nhé. Đấy, giá rất là đẹp nhưng xe đẹp lắm, nó nét lắm. Còn dưới này thì Khả Đăng có một về một chỗ 7 chỗ gầm cao số tự động anh em mình. Đời hơi thấp một chút nhưng mà chất lượng xe rất là tốt. Một chiếc xe số tự động Manx sơn màu vàng cát Chevrolet Captiva số tự động đời 2008. Động cơ 2.4 màu vàng cát cực đẹp luôn, có giá lóc nhé, có bậc lên xuống này, có xi nhan gương tích hợp cùng với bộ lốp rất là mới. Chiếc xe Manx sơn màu vàng cát nguyên bản theo xe không đâm va, không tai nạn ngập nước. Và chiếc xe này em đảm bảo cho bà con luôn cái tiêu chí đấy luôn. Con này không đâm đụng ngập nước luôn. Xe rất là đẹp, vừa bọc bộ ghế da mới tinh. Ghế da của nó là ghế da nguyên bản theo xe nhưng Khả Đăng đã cho anh em bọc bộ ghế da mới vì nó nứt nứt theo thời gian rồi. Nó lướt nó xuống màu rồi. Chứ còn thực ra nó là em vẫn còn cái hình ảnh cũ của chiếc xe này, cái bộ ghế da của hình chiếc xe này nhá. Nhưng em bọc ghế da mới tinh hoàn toàn để cho anh em mình nhìn thấy cái độ căng đẹp của nó này. Ghế điện nhá. Đây, các bác nhìn vô lăng củ số của em. Các bác nhìn hộ em này, xem có đáng từ đồng tiền bát gạo không. Với tầm khoảng 180 triệu anh em lấy ngay con Captiva này đi gia đình thì thực sự các bác này, anh em nếu sợ tốn xăng đừng mua. Con này 2.4 máy xăng, số tự động, nó hốc khoảng tầm 13-14 lít trên 100 km. Nếu anh em mình nghĩ đến xăng thì đừng bao giờ mua xe gầm cao mà đi, làm gì cho bận á. Anh em mua con Accent kia mà đi kìa, 5 lít xăng trên 100 km. Con này tầm khoảng 10-12-13 lít tùy theo cung đường anh em mình đi. Nếu đi phố phải 13-14 lít. Còn nếu đường trường con này phải tầm khoảng 10-11 lít các bác nhé. Nhưng mà nó thực sự với các bác là nó là chất lượng trải nghiệm nó khác hoàn toàn. Anh em mình ngồi lên phát đã cao bằng nóc xe nhà người ta rồi thì mình lái xe nó cảm giác nó rất là sướng. Và đầm đi nó sướng hơn rất là nhiều so với những chiếc xe khác. Chiếc Chevrolet Captiva này Khả Đăng đang limit giá bán tại cửa hàng là 189 triệu đồng. Đấy, có bớt, có lọc lá, có bao rút hồ sơ, anh em mình quan tâm trực tiếp làm việc với Khả Đăng, chính chủ đầu tư chiếc xe này. Đây các bác nhìn này, con xe này em mua con thật sự các bác không phải xe nào cũng mua đâu. Con này nó thật các bác là ngày xưa mới bán nhiều thôi. Bây giờ rất là ít, ngày xưa con này bán toàn 230-260 rồi. Bây giờ có 189 triệu đồng đời 2008 nhá các bác nhé, còn bớt nhá. Đây. Captiva này khám tháng 5 năm 2025 các bác. Đấy, anh em nhìn này, giá limit cửa hàng này. Đấy. Nói chung là về xe thì thực sự các bác này, những con xe nào em mua thì em quản lý hồ sơ với giấy tờ mới này, em mua. Em là người mua thì mình sẽ chịu trách nhiệm các bác nhé. Còn lại tất cả cửa hàng này, ở bên xe bây giờ Khả Đăng sẽ quản lý. Nhưng mà con nào mình mua thì mình biết được chắc chắn và mình đã xem xe rồi thì mình sẽ chắc chắn luôn là con này nó đẹp như mức độ nào. Như con này cũng thế này. Đấy, hàng đẹp, hàng led luôn. Đấy, hay Innova các bác nghĩ là con Innova 230-24 có hết. 214 có, 260-270 em có hết. Nhưng mà đây xe đẹp thì nó như thế này này. Đấy, biển Hà Nội tư nhân chính chủ. Đời 2014 nhưng nó bán 330 triệu cơ. Đấy. Anh em mình phải lựa cân đối, con nào đẹp thì nó có giá đẹp, con nào xấu thì ra taxi nhiều rồi thì nó sẽ có giá taxi. Đấy, chứ không phải là con nào giống nhau đâu. Innova nó rất là giữ giá các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin, máy zin. Chiếc xe này thì em đang để cho anh em với mức giá là tầm khoảng 33. Anh em mình quan tâm anh em mình alo cho em Đăng. Một dòng xe 8 chỗ đời 2014 form 2015 nhé. Rất là đẹp, không đâm va, không tai nạn mà gặp nước. 123 biển khá là đẹp cho anh em nào lấy để biển đi. Còn không anh em rút hồ sơ bên em hỗ trợ bao sang tên bấm biển đổi chủ các bác nhé. Innova động cơ 2.0 xăng tầm khoảng 9-10 lít trên 100 km, hỗn hợp và đường trường. Đấy, còn nếu các bác không thích những cái dòng xe Captiva thì anh em nhiều tiền hơn, anh em mình phang con Tucson này các bác. Cũng là màu lô đất, màu vàng cát nhé. Anh em mình lấy những con này thì anh em mình đi thì khỏi phải nghĩ rồi, số tự động các bác. Đấy, dòng Hyundai Tucson thì thương hiệu nó của Hàn Quốc, các bác nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Hyundai Tucson này thì tầm khoảng 33 này anh em có thể sở hữu rồi. Đời 2011 các bác nhé. 2011 số tự động, đây các anh em mình nhìn này, xe nó nhìn rất là gọn gàng luôn. Và đây là dòng xe 5 chỗ gầm cao. Nó không phải 7 chỗ mà nó là 5 chỗ thôi, nhưng mà bản full có cửa lóc, túi khí, phanh ABS, động cơ 2.0, máy xăng, số tự động. Đấy, chiếc này em đang bán là tầm 330 củ anh em mình. Giá limit cửa hàng là 339 triệu, anh em mình quan tâm có thể trực tiếp làm việc với em Đăng.
cũng có ốp bậc lên xuống này, cùng với xi nhan gương này, túi khí phanh ABS na năng đúc này, lốp nắp cũng khá là mới, ghế da bọc đẹp này, trần full option này, trần full clock luôn các bác nhé, trần full nóc này, đấy panorama luôn, xe rất đẹp, điều hòa auto, túi khí ABS đầy đủ. Chiếc xe này thì anh em mình trải nghiệm cũng khá là nhiều rồi. Nếu các bác nào yêu thích cái dòng xe gầm cao thì người ta sẽ không tính đến giá bán đâu. Những con xe này anh em có thể mua được nguyên một con xe mới luôn, một con xe mới như Attacker hay con i10 là anh em mua được xe mới luôn. Đấy, tội gì anh em mình đi con xe đời thấp, nhưng mà anh em nào đã đi xe đời thấp rồi anh em sẽ mới biết được là những con đời thấp này không phải tự dưng nó có giá như vậy, mà nó có chất lượng của nó nữa, nó còn trải nghiệm trên đường với lại cái độ chắc, với độ chúc sống ồn nữa, xong rồi có độ bền nữa. Nên quý vị chị con anh em mình cứ cân đối, được con nào thì pha con đấy các bác nhé. Không thì anh em mình có thể là nghiên cứu đây, nhà em còn CX5 đây. CX5 cũng là một mẫu xe đời 2014 nhé. Nhà em có hai con, một con 2013 màu trắng, một con 2014 màu xanh. Thì 2014 màu xanh này em đang bán khoảng tầm hơn 430 đến 440. Nói chung tùy theo cái nhu cầu của anh em, tùy theo cái mức anh em mong muốn đấy. Đấy, ví dụ như con xe đẹp thì anh em mình sẽ mua cao hơn một chút, nhưng mà xe vừa vừa thì anh em có thể mua rẻ, xe lỗi thì anh em có thể tìm một chỗ nào nó bán rẻ một chút, anh em cân đối trước. Đến mà nó lỗi nhẹ anh em mua được thì anh em mua, nếu lỗi nặng quá anh em đừng mua, anh em đến qua cửa hàng nhà khả năng xem thử một hai con bên cửa hàng nhà khả năng đây. Mẫu gì nhà em cũng có các bác nhé. Riêng cái dòng Cerato này, nhà em có khoảng 15 con xe Cerato. Đếm đủ luôn. Đúng đủ 15 con. Đây là số sàn nhé. Số sàn thì có từ đời 2014 15 có K3, 16 trở lên đến 19 20 là em có số Cerato. Đấy. Đời 2017 với cửa tiền khoảng tầm 360 anh em mình có cảm thấy hợp lý không? Còn nếu không hợp lý mà có con 340 ở trong cửa hàng kia, 340, 350. Đấy, màu trắng luôn. Đời 2017 luôn. 2016 em bán có 338 triệu anh em. Có cả Enantra số sàn nữa, cũng đời 2016 17 em bán khoảng có 350, 360 thôi. Có con 340 đời 2017. Rất rẻ. Động cơ 1.6 nhá, chuẩn 6 vạn luôn. Xe rất là đẹp luôn các bác nhé. Ghế mũi sạc không dây đời 2017, điều hòa auto. Xe đi chuẩn nét luôn, một chủ tư nhân từ đầu hai chủ rồi, nhưng mà xe đẹp lắm. Thực sự mà các bác là con xe này nó màu đen, nó rất là phù hợp cho anh em chạy dịch vụ đi gia đình này, túi bóng còn nguyên theo xe này. Đấy, con này rất là nét đấy, không phải là hàng thường đâu. Có màu trắng, cũng màu trắng nét như này, biển 43 Đà Nẵng chuyển ra hay sao này, em đang bán là 365 triệu đời 2017, nhưng có con với biển Hải Phòng thì em bán có 348 triệu thôi. Đấy, đây là tiền nào của đấy các bác nhé, anh em mình cứ lựa cân đối đây. Mazda CX-5 đời 2014 đây, em vừa nói em màu xanh đây. Chiếc này biển Hà Nội tư nhân một chủ từ mới, em tiến hành tháo biển luôn, giả biển người ta. Đây, 30A72268 các bác nhé. Chiếc xe đăng kiểm tháng 8 năm 2024. Chiếc này em qua em có làm video rồi. Một chiếc xe là gầm cao CX-5 đi khá là sướng, giá thì đắt chát, nhưng mà thực sự là đi rất là sướng các bạn. Con này nó rộng rãi thoải mái, 5 chỗ ngồi gầm cao đi thích lắm. Xe Nhật nữa, máy zin cao chỉ zin hết. Ghế ra theo xe. Chiếc này 430, 440. Đấy, Hyundai Verna số tự động đời 2009, một chiếc xe trải nghiệm cho anh em mình đi cái dòng xe mà sedan mà nó đời sâu một chút nhưng mà nó lại số tự động. Thực ra nó cũng rẻ, nó tầm khoảng 180 đến 190 thôi, anh em mình sẽ mua được con này. Và chính xác thì nhà em đang bán 195 triệu đấy, nhưng mà còn cân đối được, anh em mình qua cửa hàng anh em mình alo cho em đăng. Một chiếc xe mang lớp sơn màu bạc nguyên bản, em đã cho anh em nhân viên đi bọc ghế ra và tháo cái vô lăng cũ đi rồi. Đấy, anh em mình mua cái bọc vô lăng khác bọc vào phát là đẹp thôi. Đây này, bọc ghế ra xong phát nhìn con xe nó tươi hẳn luôn. Con này để cho anh em 185 triệu bao hồ sơ nhé các bác nhé. Anh em mình quan tâm thì anh em mình trực tiếp làm việc với khả năng đây. Đây các bác nhìn này. Đấy, xe đầu tư mà. Anh em đã đầu tư thì thực sự các bác là phải đầu tư xe và bán được, chứ không phải đầu tư xe mà để anh em mình về gần như là đắp chiếu thì chết đúng không? Những cái dòng này rất là các bác là bọn em rất là nhiều xe, không phải con nào mình cũng đi. Những con xe đẹp như này không phải con nào cũng mua đâu, nhưng nó đẹp lắm các bác nhìn này. Đây. Số tự động mà làm gì con nào đẹp hơn. Con này Verna nhá, sau này nó tên là Accent này. Ở thị trường Việt Nam thì nó tên là Accent, ở thị trường Hàn Quốc với thị trường Trung Quốc nó tên là Verna nhá. Con này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Động cơ 1.4 số sàn, nó chính là con Hyundai Accent sau này. Và bây giờ con Accent nó không sản xuất nữa thì nó lại ra con Verna các bác ạ. Đấy. Còn con Verna thì hay ở bên Trung Quốc nhỉ. Con Accent ở bên Việt Nam. Thị trường nào nó là tên như thế thôi chứ thực ra nó là một các bác nhé. Đây tiếp theo đây anh em mình có thể lấy Accent 2020 với tầm giá khoảng 320 anh em mình lấy con này. 320 củ đời 2020 các bác. Một chiếc xe mang lớp sơn màu bạc nguyên bản theo xe, không đổi màu, không đâm đụng ngập nước, một chủ tư nhân từ mới, không khoan đục luôn. Đấy, chiếc xe này có chạy dịch vụ biển vàng. Đấy, khả năng không bao giờ nói dối anh em làm gì cả. Đi 88.000 km rồi, xe chuẩn, đẹp, nét. Máy số keo chỉ zin, máy zin từ dàn cò luôn, có màn hình Android, gầm bệ chắc lịch, không một tiếng kêu. Giá em đang bán là 328 triệu đồng. Để cho anh em là bây giờ là để cho anh em là 320 triệu thôi bao hồ sơ các bác nhé. Đấy, đen. Chiếc xe mang lước sơn màu bạc nguyên bản, keo chỉ zin, máy zin, đèn đóm nguyên zin theo xe hết, không mất phân keo chỉ nào. Đấy anh em mình lấy không thích màu trắng thì anh em màu trắng thì tầm khoảng 2019 thì bản đủ thì tầm khoảng 350, bản thiếu tầm khoảng 330. Con này có 320 thôi, rất là rẻ anh em, trả góp được nhé. Tất cả những mẫu xe đời 2016, 17, 18 em khả năng hỗ trợ 50% ngân hàng.
Còn lại là từ 19 trở gần về đây hỗ trợ được 70 đến 80%. Quý anh chị bà con anh em mình quan tâm có thể trực tiếp alo làm việc với Khả Đăng. Số điện thoại của em đăng là 0326062789 nhé. Dưới này có i10. Ở i10 này thì Khả Đăng hiện tại thì cũng đang nhận cọc của anh trai người gì nhỉ? Người Bình Thuận nhé. Anh người Bình Thuận anh tên là anh Bửu, người Bình Thuận. Thực ra là chiếc xe này anh cọc cách đây 2 tháng nhưng mà nhân viên hồ sơ bên em đánh mất đăng ký. Nên bắt buộc phải cấp lại đăng ký, bây giờ mới đang đăng ký bắt đầu tiến hành rút hồ sơ. Thì hôm nay đánh lên đây thì gọi là đi lại thôi, nhưng mà cũng chưa mở bán để hỏi ý kiến anh. Nếu anh còn tha thiết chiếc xe này hoặc là anh còn ủng hộ em Khả Đăng thì anh em mình làm việc trực tiếp. Đấy, em cũng báo tiện báo luôn lên trên đây giá bán của em nó là 218 triệu đồng đời 2016 các bác nhé. Ở chiếc xe mang nước sơn màu đỏ nguyên màu đỏ này. Màu đỏ này thì có chạy dịch vụ nhá. Con này có chạy dịch vụ nhưng mà xe rất là đẹp, cứng cáp. Đấy. Và đã được sơn xi đẹp lại, sơn lại hết rồi toàn bộ xe các bác nhé. Đời 2016. Bây giờ em giảm giá xuống còn 212 triệu. Anh em mình quan tâm anh em alo cho em đăng. Còn riêng anh Bửu thì em vẫn để cho anh cái giá như vậy. Anh em mà nếu mà anh còn quan tâm đến chiếc xe này, vì hôm nọ anh gần đây anh có dặn là em là để lại cho anh, nhưng con xe này thực sự mấy anh là chạy dịch vụ rồi nhá. Chạy dịch vụ ra rồi. Đấy. Con này là sơn nguyên bản như ngày xưa nó là sơn màu xanh đấy. Anh em đổi màu ra nhưng mà nó đổi rất là đẹp. Đấy, anh em mình quan tâm được thì anh em mình xem. Đấy, Khả Đăng không bao giờ nói dối khách hàng. Taxi ra nhưng mà nó là một con xe người ta dọn rất là nhìn và người ta giữ gìn, người ta đi rất là nét. Thực sự là nếu mà có chạy dịch vụ rồi nhưng con xe đây là một chiếc xe rất là đẹp. Nhưng nó không đâm đụng nặng ngập nước, xước sát móp méo thì có hay sao ấy, nhưng mà nó không nặng nhẹ anh em ạ. Nó có tầm khoảng hơn 200 triệu đồng anh em mình lấy con này thì thực sự rất là vừa tiền. Mà xe rất là ngon nhé. Xe đã làm mọi thứ rồi, nhìn trông rất là bảnh bao, sạch sẽ đẹp đẽ. Mà bây giờ mới vừa ra đăng ký rồi thì chắc chắn là sẽ có sẽ được rút hồ sơ trong một tuần này, trong tuần sau là có hồ sơ luôn. Anh có quan tâm thì anh qua alo cho em đăng. Còn nếu khách hàng nào mà muốn lấy chiếc này thì cứ làm việc với Khả Đăng nhé. Đấy, vì cách đây 2 tháng rồi anh cọc, cách đây 2 tháng rồi em trả lại cọc anh rồi, nên là thôi anh thông cảm. Còn nếu anh em nào lấy thì anh alo cho em đăng. Đấy, Cerato đây các bác. Đấy, nhà rất là nhiều Cerato các bác. Màu đen đây, form mới đây, form 2018 đến 2021 là form này. Đấy, anh em mình quan tâm được thì anh em mình qua cửa hàng, anh em mình xem thêm, nhà rất là nhiều sự lựa chọn. Đây là một đời 2019 số sàn bản đủ, một chủ tư nhân từ mới biển Hải Dương. Đời 2019 với mức giá tầm khoảng 401 anh em mình sở hữu mẫu này. Bên em hỗ trợ bao vào tên bấm biển đổi chủ các bác nhé. Đó, xe rất là đẹp, không có va chạm, không va quẹt, không đâm đụng, không ngập nước nhé. Còn đây là Innova đời 2017 phiên bản bản đủ số sàn bản E nhé. Bản E số sàn màu ghi xám rất là đẹp. Đây, chiếc xe mang nước sơn màu ghi xám biển 15K32781, chính tên chính chủ bên Khải Đăng ô tô rồi. Bên chiếc này có phải làm thêm một chút nữa là nó có đèn pha nó hơi bị mờ anh em ạ, em sẽ đánh bóng đèn pha đi. Và chiếc xe này em có bảo hành cho anh em mình không đâm tai nạn, đâm đụng ngập nước. Anh em mình quan tâm anh em mình alo cho em đăng. Đấy, chiếc xe được mà form dáng mới đời cao nhé, đời 2017 form mới này. Anh em mình trả góp được 420 anh em nhé, em hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh em. Đấy, hiện tại thì Khả Đăng vừa lên sóng cho bà con xong một loạt những cái mẫu xe mới về bên cửa hàng trong ngày hôm nay. Thì quý anh chị bà con anh em mình quan tâm được thì trực tiếp làm việc với Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Khả Đăng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.